Ford Ranger Limited hoàn toàn mới. Đây là phiên bản cận cao cấp mà Ford mới giới thiệu và bán ra tại thị trường Việt Nam. Hôm nay, chúng tôi sẽ đánh giá tổng quan về ngoại thất, về nội thất, về thông số kỹ thuật và các tính năng đặc trưng của dòng xe này. Ở phần đầu xe, chiếc Ford Ranger Limited có hốc gió hình lục giác được mạ chrome. Ở giữa hốc gió là hai thanh ngang rất khỏe khoắn và bắt mắt. Trên phiên bản Ford Ranger Limited được sử dụng công nghệ đèn pha full LED cho ánh sáng trắng và tập trung hơn. Ở cụm đèn pha, thay vì sử dụng thấu kính dạng hình tròn, trên phiên bản Ford Ranger Limited sử dụng thấu kính dạng hình vuông, nhìn rất đẹp và bắt mắt. Trên cụm đèn pha Ford Ranger Limited hoàn toàn mới, được tích hợp công nghệ bật tắt tự động điều chỉnh theo góc đánh lái và chế độ dẫn đường được áp dụng đồng nhất trên phiên bản Ford Ranger Limited. Ngoài ra, cụm giải đèn LED định vị ban ngày trên phiên bản Ford Ranger Limited cũng là một trong những điểm nhấn mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn. Phần thân xe Ford Ranger Limited vẫn giữ nguyên khung gầm của cái dòng xe bán tải và có kích thước chiều dài là 5.362 mm, chiều rộng là 1.860 mm, chiều cao là 1.830 mm, chiều dài cơ sở đạt 3.220 mm và khoảng sáng gầm xe là 200 mm. Với những thông số ở trên, Ford Ranger Limited vẫn là mẫu xe bán tải rộng rãi bậc nhất phân khúc. Về phần cụm la răng thì chiếc Ford Ranger Limited sử dụng 6 chấu kép kích thước 18 inch. Trên cụm gương chiếu hậu của chiếc Ford Ranger Limited được bọc chrome kết hợp cụm xi nhan và được điều chỉnh điện. Trong khi đó, tay nắm cửa của chiếc Ford Ranger Limited trên chiếc Ford Ranger Limited còn được trang bị màn hình cảm ứng 8 inch, có hỗ trợ camera nổi và được hỗ trợ rất là nhiều tính năng thông minh như hệ thống chống co cứng phanh ABS, hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD, hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống kiểm soát lực kéo, hệ thống kiểm soát xe trọng tải, hệ thống khởi hành ngang dốc, hệ thống kiểm soát hành trình, hệ thống sáu túi khí, camera lùi và cảm biến lùi. Trên chiếc Ford Ranger Limited sử dụng khối động cơ diesel 2.0 lít turbo đơn, cho công suất của nó là 180 mã lực, mô men xoắn tối đa là 420 Nm. Kèm theo đó là hộp số tiên tiến hiện đại nhất của Ford, đó là hộp số tự động 10 cấp, hệ thống dẫn động hai cầu cũng như là gạch cầu điện tử có khóa vi sai cầu sau. Tiếp đến, chiếc Ford Ranger Limited được trang bị rất là nhiều màu sắc để các bạn có thể lựa chọn phù hợp với mệnh của mình như màu trắng, màu bạc, màu xám, màu đen, màu đỏ sunset, màu xanh tím, màu ghi vàng. Về giá bán thì chiếc Ford Ranger Limited có giá niêm yết từ Ford Việt Nam là 799 triệu, nhưng giá bán thực tế có thể giảm đến 40 đến 50 triệu đồng. Về chính sách bán hàng, về giá cả thì các bạn có thể liên hệ cho chúng tôi theo số điện thoại 0906 828 999 để chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn tốt nhất về giá cả cũng như là chương trình khuyến mại kèm theo. Nếu các bạn cảm thấy kênh Vua Xe của chúng tôi hay và ý nghĩa, rất mong quý vị và các bạn có thể ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới và những video hot. Vua Xe xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.